Ok anh em, đỡ bắt đầu vào trận bán kết đầu tiên giữa hai trận đội chị Đại A6 với lại Lạc Văn Lương A9. Thì chúng ta cùng xem nhẹ hai sơ đồ của hai cầu thủ này thử nha anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng ngần ngại cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Đầu tiên đó là chị Đại A6. Chị Đại A6 có vẻ như nạp con lung đao. Đã chỉ hướng mình một set 53 với chiền Hồng Mỹ. Nhẫn ngang bang 28, 27, 27. Một bao tay xương tinh. Trời ơi con lung đao gặp năm độc anh em à. Một áo xương tinh. Một đai lưng xương tinh. Một cái đào tóc 30 bằng sắc 98, chón kháng hở full. Quá đẹp. Một cái nón phòng thủ 25-40 làm chậm. Một đôi giày kháng lo 30, tóc 40 sinh lực lực. Và đây là sơ đồ của cao thủ Lã Bắc Lương. Một anh em đọc anh em ơi. Đến hiểu anh một set đồng bàn giá chuyện 20. Nhận 23-30, nhận 30, ngọc bội 28. Một bao tay minh ảo. Một áo minh ảo. Một đai lưng phòng thủ lý làm chậm. Mắt đọc 6 dòng. Một nón phòng thủ lý làm chậm. Mắt đọc 6 dòng luôn. Quá pin. Một đôi giày tóc 40, phòng thủ 25 và làm chậm 40. Mắt pin hoàn toàn. Sở hữu một cái đao tóc 30 bên sắc 99. Kháng họ chó mắt pin. Ở những server này là một trong những server khá lâu đời của cộng đồ tím anh em. Nên là đồ đạc rất là đẹp. Sở hữu một con bông tiêu. Trong trận đấu này thì theo như Khải dự đoán thì không biết đúng hay sai, chị Đại con lông đao chắc có thể là chị có thể bốc hơi khá là sớm. Đây là một trong những trận đấu kỳ hợ khá là nặng dành cho anh con lông đao chị Đại A6 của chúng ta. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Con lông đã cắt được bùa lên người của Nam Động. Một đao, hai đao chính đích và đã bốc hơi được chị Đại một cách khá là sớm. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục ra đấu thứ hai ngay bây giờ. Sau khi chị Đại đã vừa cắt được bùa âm tốc độ di chuyển cũng như là âm thời gian chót ăn làm chậm lên Nam Độc Lã Bắc Lương, thì Lã Bắc Lương chỉ việc chém hai đao và chị Đại đành phải buông tay chịu chói khá sớm. Hello Hiến Đào nha. Đúng rồi, thôi chị Đào, chị Đại bỏ cho nhanh luôn đúng không nè. Hello người, hello anh em nha. Quá nhanh, kỳ hở mà anh em, sao mà chịu nổi được. Hiện tại anh em đang xem giải đấu và là minh chủ của cùng mấy chủ La Tiêu Sơn nha anh em, trang chủ công thành chiến xưa trong net. Anh em nếu mà có thích tham gia những mấy chủ đồ tím và hoàng kim môn phái như thế này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ .net để có thể tham gia mấy chủ La Tiêu Sơn này, cũng như là mấy chủ mới nhất đó là mấy chủ Đại Xã Tắc nha anh em. Hello mọi người, hello anh em, chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nha. Đừng quên anh em rảnh tay thì có thể kích vào link trực tiếp kênh YouTube bên trên. Ghé vào kênh YouTube Khải ủng hộ một view cho nha. Cũng như là ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì có thể nhấn nút vào đăng ký kênh để có thể trực tiếp theo dõi những trận đấu từ kênh YouTube của Khải nha nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu thứ hai. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nam Độc chỉ xuất ra hai đao chính đích này, cùng lùng đã bốc hơi rồi. Ra đấu thứ hai ngay bây giờ. Mất rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ hai. Đen thôi đổ mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến round thứ hai giữa hai cầu thủ này. Một Nam Động và một cầu lông đao. Liệu cầu lông đao sẽ làm gì để có thể thắng được Nam Động này đây? Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Rồi hai đao tiếp tục. Và xin chúc mừng Lã Văn Lương đã chính thức có một vé lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì. Và chị Đại chỉ ở lại tranh 3-4 mà thôi. Và chúng ta đã kết thúc trận bán kết đầu tiên. Và xin chúc mừng Lã Văn Lương. Và chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục đến trận bán kết thứ hai.